Sáng 26 tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24/NQ/TVĐ ngày 7 tháng 10 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu khai mạc hội nghị công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24. Trước khi hội nghị diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Đông Nam Bộ và cắt băng khánh thành triển lãm ảnh về cuộc sống, con người, các thành tựu phát triển kinh tế xã hội các tỉnh, thành phố, vùng Đông Nam Bộ. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các bộ ngành, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Tiền Giang và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và doanh nghiệp FDI, đại diện các tổ chức tham dự hội nghị.